Chào anh em, giờ này cái dịch Covid-19 đang bùng phát quá là mạnh và các hàng quán, các cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội hầu như phải đóng cửa 100%. Chính vì vậy mà Laptop TEC bên mình cũng phải chuyển sang hình thức kinh doanh online. Và hôm nay mình ngồi đây muốn làm cái video giới thiệu với anh em những dòng máy văn phòng màn 14.0. Và trên bàn của mình đây là những mẫu Dell Latitude 7000 series, một trong những phân khúc cao cấp nhất của Dell. Đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em chiếc Dell Latitude E7440 mình đang trước mặt mình đây. Tổng thể chiếc máy này thì đều làm bằng hợp kim nhôm và mặt lưng của chiếc máy thì được mạ chrome sáng bóng rất là đẹp. Nó rất là bền anh em nhé, chống xước cũng rất là tốt. Chính giữa là logo Dell màu đen bóng rất là đẹp. Mở máy ra thì anh em sẽ nhìn thấy một cái thiết kế của nó khá là đẹp mắt. Cái bản đề hai trục của nó vô cùng là chắc chắn nhé, mình sẽ gấp mở cho anh em xem. Khi mình gập xuống đến đây mà bản đề nó không bị sập xuống thì anh em biết là cái độ chắc chắn của bản đề nó như nào rồi đúng không? Chiếc máy này thì có cái bàn phím nó giống như kiểu dòng bàn phím trên dòng máy chạm là Dell M4800 nên cảm giác của phím rất là thích anh em nhé. Nó có cả checkpoint này với cả kết hợp với hai hàng chuột trên chuột dưới để khi anh em tắt túc bát đi để đánh máy vẫn rất là ok. Các cổng kết nối của máy thì khá là đầy đủ, hầu như nó cũng không thiếu cổng nào cả cho anh em dùng văn phòng. Ví dụ như là cổng HDMI hay là mini DisplayPort để anh em xuất ra màn hình ngoài. Con máy này thì cấu hình nó là i5 RAM 4 ổ SSD 128 màn HD, tùy chọn anh em là màn Full HD. Giá ở TC thời điểm này nó khoảng 6,5 triệu. Đó là giá tại thời điểm này, có thể anh em xem ở thời điểm sau, năm sau xem thì có thể giá con này sẽ thấp hơn nữa. Nếu anh em muốn biết chính xác thì hãy truy cập link ở bên dưới, anh em sẽ biết được rõ từng chiếc máy, giá của từng chiếc máy tại từng thời điểm khác nhau nhé. Chiếc máy thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là chiếc Dell Latitude E7450, 7440 rồi đến 7450. Nghe vậy là anh em biết là nó ra sau 15 rồi đúng không? Con này thì ra năm 2015 và anh em có thể nhìn thấy đây, thiết kế của nó thì không có gì là thay đổi cả. Duy chỉ có mặt lưng của nó đã không còn là một màu sáng bóng nữa mà thay vào đó là một màu sơn đen, và sơn đen nhám này sờ cũng rất là thích. Nếu anh em mà không có môi dầu thì nó sẽ không bị bám vân tay đâu nhé, trải nghiệm rất là thích. Bản đề của máy thì vẫn là bản đề hai trục, màn thì vẫn có độ phân giải là HD hoặc Full HD. Đặc biệt chỉ có duy nhất là cái bàn phím nó thiết kế lại theo dạng chích nét, và anh em nhìn thấy nó thiết kế bàn phím nhìn nó nhỏ gọn lại rất là đẹp luôn, nhìn bắt mắt hơn rất nhiều. Các cổng kết nối thì cũng không có gì nhiều thay đổi, vẫn như con 7440, các cổng kết nối như USB 3.0, jack tai nghe, HDMI hay mini DisplayPort thì vẫn đầy đủ hết anh em nhé. Những con máy này thì chạy văn phòng rất là ổn định và nhiệt độ của nó chỉ dao động tầm khoảng 40 đến 50 độ thôi. Rất là phù hợp cho anh em làm văn phòng và hay phải mang đi mang lại. Có hai con máy này thì nó cân nặng đều như nhau khoảng 1,8 cân, rất là phù hợp. Con máy thứ ba mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là chiếc Dell Latitude E7480. Đây, chính là chiếc máy này. Đáng lẽ ra là mình muốn giới thiệu đến anh em chiếc Dell Latitude E7470 ra mắt năm 2016 cơ, để tiếp nối cho con 7450 này. Nhưng thực ra là con 7470 bên mình dạo này bán nó chạy quá và thực sự là đang hết hàng, dịch nên bên mình chưa về được. Chính vì vậy mình giới thiệu luôn đến anh em chiếc Dell Latitude E7480 ra mắt năm 2017. Chiếc máy này thì có thay đổi thiết kế hoàn toàn rồi anh em nhé. Nhìn anh em nhìn thấy nó vuông vức hơn rất nhiều. Các cạnh nó không còn bo tròn như kiểu 7450 nữa. Và đặc biệt là cái bản đề của nó dạng bản đề một trục, chạy gần như là hết cả máy, anh em có thể nhìn thấy đấy. Vô cùng chắc chắn luôn, khi mình cầm như này nó cảm giác không có một chút rung lắc nào cả. Anh em thấy độ chắc chắn của nó không? Đặc biệt là bàn phím của nó mình dí này, anh em sẽ không nhìn thấy một độ fret nào, mình dí rung cả bàn mà cũng không thấy vấn đề gì cả. Các cổng kết nối của máy thì vẫn khá là đầy đủ, vẫn có các cổng USB 3.0 hay là cổng SIM, cổng HDMI, và đặc biệt phiên bản này là có cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 3 anh em nhé. Cái cổng này thì cho anh em truy xuất dữ liệu lên 40GB/giây và đặc biệt hỗ trợ cả eGPU. Anh em nào mà yêu thích các dòng game ấy mà lại thích kiểu dòng máy văn phòng này thì có thể mua thêm một cái eGPU cắm ngoài nữa. Ngày anh em có thể mang đi đến cơ quan làm việc như này, tối về cắm eGPU vào mà trở thành một con máy game dùng khá là ngon. Dell Latitude E7480 thì nó ra mắt năm 2017 anh em nhé. Và nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản chạy chip năm 2016, chip đầu 6 6300U hoặc 6000 i7 6600U. Còn một phiên bản nữa là phiên bản i
5i7 chạy chip đầu 7. Nên anh em nhớ phân biệt hai cái dòng máy này nhá. Ngoại hình thì nó hoàn toàn giống nhau, như chỉ riêng con chip là chạy chip đầu 6 đầu 7 thôi. RAM thì vẫn là RAM 8 ổ 256 màn full và giá của nó thì chênh nhau khoảng một hơn gần 2 triệu. Chiếc 7480 chạy chip i5 đầu 6 6300U, RAM 8 ổ SSD 256 màn full và giá bên NATOTC và thời điểm này nó khoảng hơn 11 triệu. Ok, tiếp đến mình muốn giới thiệu với anh em đó là phiên bản đời sau của 7480, 7490. Dell Latitude 7490 thì ra mắt năm 2018 anh em. Nó có cái ngoại hình thì không khác một chút nào với cả 7480 và anh em nhìn ngoài thì sẽ không thể phân biệt được. Con máy này thì nó được nâng cấp phần cứng chip i5 đầu 8 8350U, một cái nâng cấp rất đáng kể. Bởi vì là lên đầu 8 này thì chip U nó có 4 nõ 8 luồng anh em nhé, nên rất là mạnh. Con chip này thì nó không kém gì dòng chip 4800MQ vốn được trang bị trên các dòng máy chạm của 1498 đó. Và đặc biệt một điều nữa là mình rất thích con 7490 này, đó chính là cái màn hình của nó. Cái màn hình này được nâng cấp rất là đẹp luôn. Anh em mà được có trải nghiệm trên màn hình này thì cái độ sáng của nó hơn 300 nits và đặc biệt độ phủ màu nó gần như tuyệt đối. Mình đã có một cái video đánh giá rất chi tiết về chiếc 7490 này, anh em có thể truy cập link ở phía dưới nhé. Chiếc máy này thì bên NATOTC có cấu hình i5-8350U, RAM 8 USD 256 màn full IPS thì có giá khoảng 15.990 tại thời điểm này. Ok, hôm nay mình muốn giới thiệu anh em những chiếc Dell Latitude 7000 series, những chiếc máy rất là cao cấp và hình thức thì nó gần như là 9 new, nhất là con 7480, 7490 thì nó phải gần như là 98-99%. Anh em có thể qua ngay NATOTC bên mình để chọn một chiếc máy ưng ý nhất nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở hai cơ sở bên mình. Không phải hẹn gặp anh em ở cơ sở bên mình. Dạo này tầm này dịch bên mình đang đóng cửa. Anh em mà có yêu thích các dòng máy này thì có thể inbox trên fanpage, bên mình sẽ chụp ảnh gửi cho anh em đồng ý thì bên mình sẽ chuyển qua giao hàng nhanh. Khi giao hàng nhanh gửi đến tay anh em thì anh em có thể mở máy ra nhìn xem có đúng hình thức bên mình gửi không, test cấu hình và test máy khoảng 15 phút. Ok, anh em thanh toán bên giao hàng nhanh nha, rất tiện cho anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em.